Em xin kính chào các bác nha. Để đến với video của em, kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là hai mẫu nồi cơm VIP của hãng Panasonic, mẫu 1 lít cao tầng áp suất điện tử, mẫu 2017 và 2019. Hai mẫu là hàng đời mới còn rất là đẹp. À, tuyển chọn nha các bác. Thì trong hình các bác đang xem thì có hai cái nồi, như em nói là 2017 và 2019, nồi đều thuộc phân khúc VIP xịn sò. Để đi vào video, em xin giới thiệu đến các bác là một cái mẫu nồi xịn sò này đi. Mã là GXG khoảng cách XPX106. Mẫu này còn rất là đẹp luôn các bác. Một dòng cho các bác xem về ngoại thất nha. Nó mặt đen và phối mặt đỏ phối đen. Rồi, ngoại thất một dòng cho các bác xem này, rất là đẹp, không bể vỡ cắn mớp gì hết nha. Vỏ là vỏ nhựa, các bác yên tâm. Mẫu này sản xuất vào 2017, có cao tầng, có IH, có áp suất, có cấp nước bù ẩm. Nấu ở nhiệt độ 220 độ C, nồi này nấu cơm rất là ngon. Nồi Panasonic mã điện áp công suất. Hiện tại là em đang bán đổi nguồn điện 2000W giá là 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W em bán với giá là 700.000 đồng. Bác nào mình đang có nhu cầu, kênh bốc liên hệ qua số điện thoại là 0919 407 501. Em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng này các bác được kiểm tra trước mặt bưu cục nha. Mua thì cọc cho em, các bác trả tiền ship. Chuyển đủ thì em bao ship cho các bác. Rồi, mở lên. Đây là phần nội thất. Thì em phần nội thất thì em bao các bác là đẹp len keng span luôn rồi các bác. Bao đẹp, bao xịn sò các bác, gòn còn xanh mới đẹp nè. Và bên trong cái phần áp suất điện tử thì nó sẽ như trên. Cái quanh nè. Khi mà đến lúc mà nó đóng áp suất thì cái quanh nó sẽ khóa lại. Trong ngoài đều đẹp hết. Em test rồi các bác. Còn nước nè các bác. Này các bác thấy những hàng nước không? Đó. Em test rồi hết nha. Bên trong bao cho các bác là đẹp. Cốc nước bù ẩm. Mình nấu thì mình đổ nước vô ra cho em 2 phần 3 cái cốc nước này. Để khi nó đun sôi cái cốc nước này, nó sẽ phun sương ra chỗ này nè. Cơm mình lúc nào cũng ngon, mềm dẻo hết. Nhưng mà cái lòng nồi rất là đẹp nè. Không ống ánh, ống ánh kim tuyến luôn nha. Gọi là kim cương nhân tạo đó, cái nồi này đẹp lắm. Cái son không có vấn đề gì hết trơn các bác. Không một vết xước hay là vết chày gì luôn các bác. Đẹp lắm nha, ống ánh kim tuyến luôn. Bác bấm sắc nét các bác xem giúp em nha, em coi rất là cận cảnh và gọi là kỹ cho các bác luôn nè. Trong ngoài và tới ngoài rất là dày dặn nặng tốt đó. Rồi bên trong cho em sạch đẹp nha, để mới nấu xong em vệ sinh còn nước nó ướt nữa các bác. Hàng bán phải test độ ok hết, các bác cứ yên tâm nha. Giờ tới phần cắm điện vào nè, báo giá cho các bác nha. Màn hình làm hình ảnh bằng LCD các bác, đèn led tại rất là dễ dàng các bác. Thì cắm điện thì đèn nó sáng như các bác. Lúc này nấu cơm cho em nè, tí nó sẽ hiển thị cái thời gian lên, 48 phút là nấu thông thường đó, tắt là lúc này, hâm cơm là lúc này, đóng hâm tắt hẹn giờ đó. Nó có nhiều khung giờ đó, mình chọn được khung giờ nào bấm nút nấu cho em thì sẽ đúng thời gian này có cơm ăn nè. Thì khi mà hẹn giờ thì nó sáng ở đây nè, khi nấu nó sáng ở đây, khi chín nó về đây. Tắt cho em chỉnh nấu sôi nấu cháo gạo lứt, bấm vào đây nè, nấu sôi cháo gạo lứt, chọn được bấm nút nấu. Thì cái thời gian hiển thị cái phút nấu là cái này là nấu tiết kiệm điện là 42 phút. Tắt cho em chỉnh cho độ gạo, bấm vào đây. Cái đang cái bác đang thấy là gạo trắng nè, gạo trắng không do gạo lứt, gạo lứt nảy mầm. À, cái này gạo lứt trên đầu gạo trắng. Thì mình bấm nấu gạo trắng, mình trở về cái gạo trắng này cho em nè. Đó, xong rồi là mình bấm nút nấu, mình chỉnh cho nó. Này gạo trắng này các bác, chế độ nấu thông thường 42 phút thì như cái chế độ mình chỉnh mới nãy. Thì nồi của mình là có eco tiết kiệm điện nè, gọi là có IH là công nghệ để nấu cơm, áp suất điện tử nhiệt độ 220 độ C, cơm nấu rất là ngon các bác. Thì đây có là cứ kết nối điện thoại nha, nhưng mà cái này thì chỉ bên Nhật kết nối thôi, Việt Nam mình không kết nối được. Thì mẫu này thuộc phân khúc VIP xịn sò các bác. Thì cái giá em xe cho các bác là 3,5 triệu nha, thường mẫu nó bán 3,8 triệu các bác. Tôi chở tôi bán 4 triệu ngoài luôn nha. Em xe cho các bác lấy giá là 3,5 triệu, mua thì cọc cho em 500. Em bảo hành cho các bác 6 tháng, còn lại 3 triệu và tiền ship. Chuyển đủ 3,5 triệu thì em bao ship. Vẫn bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đơn mẫu này các bác chụp hình gửi qua Zalo cho em là 0919 407 501. Qua tiếp cái mẫu cho các bác, mẫu này thì 29. Cái mẫu này giá nó sẽ mềm hơn một tí các bác. Cũng nấu ở nhiệt độ là 220 độ C, cũng 1 lít. Cao tầng IH áp suất, nó không có cốc nước. Nó sẽ giảm cho các bác một cái số. Thì nói chung là cấp nước là để giúp bù ẩm cơm mềm dẻo, về đặc trưng nồi Panasonic đó là nấu cơm mềm rồi.
Thì các bác mua nào mình muốn kiểu như mà nồi đẹp nhưng mà giá nó hơi mềm tí, nó sẽ rẻ hơn cái nồi này một tí nữa các bác, thì các bác mua nồi này cho em nha. Đây thì em quay hết một vòng cho các bác xem nè, nồi rất là nặng các bác, hai nồi đều nặng hết nha, 2019 là năm sản xuất đó. Và qua đây phần thông số cho em, Panasonic mã XG khoảng cách PW109, nồi của mình điện 100 công suất 1210W, cái tem nhãn mát thì có vậy thôi đó các bác, cũng không có gì đặc biệt nha. Cái nồi này rất đẹp, nồi này 2019 có thể là đẹp hơn nồi cái bên một tí các bác, nhưng mà giá nó mềm hơn, nó cũng đầy đủ chức năng hết, chỉ là không có cốc nước thôi nè. Nồi này thì màn hình không phải là màn LED nha các bác, và bên trong cho em nội thất thì bao các bác là lan can xe ben luôn, gòn nè, mềm đẹp, mới chát mới tinh luôn các bác, không có gì vấn đề gì mà bàn cãi về cái phần nội thất của cái nồi này hết. Và bên trong phần áp suất điện tử thì như em nấu nó còn nước nữa các bác, những cái dòng áp suất điện tử nấu cơm rất là ngon, cơm dai lắm các bác, ngọt nữa, dẻo rồi. Đồng nồi để em lau cái nước ra, nấu mà đổ nước chưa có hết các bác. Rồi, những mẫu này các bác thì hiện tại đang được trưng bày ở Nhật nha, mà được là đánh giá 5 sao, người Nhật rất là tin dùng, bán chạy luôn nhất đó. Thì lòng nồi rất là đẹp, thì cái lòng nồi của cái nồi này thì nó sẽ khác cái lòng nồi mới nãy một tí. Thì nó sẽ là bi, nó làm bi nhưng mà bi nhuyễn hơn các bác, nó không có sâu. Đặc biệt là cái son hai đáy các bác, cái son này gọi là son cháy nè, cái hãng người ta mua xả gọi là son cháy gì nè. Đó là những cái nồi này nấu ở nhiệt độ là 220 độ C hết, cơm thì cực kỳ ngon các bác, đốt cháy ở nhiệt độ cao thì đảm bảo các bác là giữ được cái nguyên chất dinh dưỡng, là hạt cơm nấu chín từ trong chín ra ngoài, không có bị vỡ nát, không có mà mất đi cái chất dinh dưỡng, lúc nào hạt cơm rất là thơm ngon hết. Đó, son mới chát, trong ngoài đều mới chát hết nè các bác. Thì hai cái nồi này đều son đẹp như chưa sử dụng luôn các bác nè. Các bác bấm mà sắc nét, các bác coi giúp em đi, cái son khó có gì chơi chách đâu, không không có cái gì mà chơi được hết, các bác bấm cận cảnh sắc nét cho em coi. Đó, đi vào cái phần từ cũng sạch đẹp luôn. Thì hai nồi này em vừa nấu xong các bác, vừa test, thì hàng giờ em test hai lần nước sôi và một lần nấu cơm, mà khi mà hàng đi thì em sẽ test thêm một lần nữa để đảm bảo cái chất lượng đến tay các bác thì cho nó an toàn, chất lượng 100%. Thì bây giờ mình cắm điện vào này cho em nè, hướng dẫn các bác những cái nút nấu rồi em báo giá luôn, giá thì nó sẽ mềm hơn nồi mới nãy một tí nha. Rồi các bác, thì bây giờ là cắm điện vào nút này nấu cơm cho em nè. Đó, nút nấu cơm nha, nút tắt, nút ham tắt, nút này chọn gạo, cái đang chớp gạo trắng, gạo trắng không do, gạo lứt, gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm, mình chở cái này là nó tổng hợp vậy đó, mình chở với cái đầu tiên cho em là gạo trắng là người Việt mình sử dụng. Mình bấm qua đây, mình chỉnh chế độ nấu, thì hiện tại nó là đang nấu tiết kiệm điện, là nấu sinh thái. Bấm xuống đây là nấu cháo, nấu ngon, nấu mềm, nấu sôi, gạo lứt đầy đủ với các bác hết, có chức năng 5 năm chức năng cơm ngon, chức năng này là 51 phút. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác hết hai cái nồi này, thì mọi chức năng thì em đều đã test ok hết, chỉnh đúng khung giờ để mình ăn cơm. Phần hẹn giờ mà các bác rất là thích nè, bấm nút nấu thì đúng thời gian này có cơm gia đình mình ăn, tầm 1 tiếng hay 51 hay là 4 mấy đó, tùy theo mình chỉnh đây. Khi mà chờ đợi nấu nó sáng ở đây, khi nấu thì nó sáng ở đây, và khi chín về đây, đầy đủ chức năng hoạt động đều ok hết, cũng có eco tiết kiệm điện, cũng có IH áp suất đầy đủ. Thì mẫu này em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Thì bác nào muốn nồi đẹp cơm ngon mà cái giá thuộc phân khúc gọi là tầm trung thì mua ngay cái nồi này cho em, mua cho mua biếu mua tặng thì cũng rất là ok, vì nồi rất là đẹp, trong ngoài đều đẹp hết. Giá thì duy nhất một giá là 3 triệu đồng, còn chuyển khoản đủ thì em bao ship, cọc thì các bác chọc năm cọc thì cho em 500 ngàn, thì các bác trả tiền ship, em bảo hành 6 tháng, nhận hàng các bác kiểm tra chứng màu bố cục. Ơn mẫu nồi này chụp hình gửi qua Zalo 0919407501. Thì kết thúc video nha các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác nhiều sức khỏe, các bác xem video nhanh đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác.